Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu phối hợp với gia đình Thượng tướng Nguyễn Trơn, long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng Nguyễn Trơn, người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng, vị tướng lĩnh tài năng, quả cảm của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Liên Chiểu và công bố tên đường giải khuyến học Nguyễn Trơn, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2022. Đến dự lễ có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến. Thượng tướng Nguyễn Trơn sinh năm 1927, người con quê hương Hòa Minh, quận Liên Chiểu. 19 tuổi, ông đã tham gia cách mạng. Từ người lính phát triển thành vị tướng, rồi nguyên, ủy viên ban chấp hành Trung ương đảng khóa 6, khóa 7, Nguyên ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 8, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên tư lệnh quân khu 5, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Để ghi nhớ công lao của Thượng tướng Nguyễn Trân, quận Liên Chiểu đã ban hành quyết định số 1674 về việc thành lập trường Trung học cơ sở Nguyễn Trân tại phường Hòa Minh, quê hương của Thượng tướng. Và hôm nay, Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cùng nhà trường và gia đình tổ chức lễ khánh thành tượng Thượng tướng tại chính ngôi trường mang tên ông để giáo viên và học sinh hiểu biết thêm về tướng tài ba về lịch sử hào hùng của dân tộc để các em phấn đấu và noi theo. Tại buổi lễ, quận Liên Chiểu đã công bố giải khuyến học Nguyễn Trơn với quỹ đóng góp ban đầu hơn 300 triệu đồng. Giải khuyến học Nguyễn Trơn là một giải thưởng dành cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Cũng trong dịp này, quận Liên Chiểu đã gắn biển tên đường Nguyễn Trơn nằm tại khu đô thị Phương Trang, quận Liên Chiểu.